Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất như chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án SolidForce để tham gia kèo Aerod. Mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đấy mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram kèo. Sau khi vào đây bấm Start cho mình. Rồi, tiếp theo mọi người nhập mã cắt ra. Ở đây số âm thì mọi người sẽ nhập bừa để cho nó ra số dương nhé. Rồi, đúng ạ. Ok, nhiệm vụ tiếp theo bấm submit. À, mọi người kéo lên trên này, mọi người join vào kênh Telegram cho mình. Ở đây mà bấm join vào kênh Telegram. Ở đây bấm join. Rồi. Sau khi join thì mọi người quay trở lại cho mình. Rồi, tiếp tục follow Twitter, like và retweet lại kênh Twitter cho mình nhé. Ở đây bấm theo dõi Twitter cho mình. Rồi sau đó kéo xuống dưới này. Kéo xuống dưới mọi người bấm thích cho mình. Sorry mọi người. Đây bấm thích là bài đăng ở cho mình nhá. Retweet lại này. Rồi tiếp tục kênh dưới này này. Hoặc là tìm đến dự án của nó. Hình như không có nhỉ. Bài đăng của dự án. Đây bài đăng dưới này đi. Bài đăng nào nhiều người retweet thì mọi người retweet thôi. Ok, sau đó quay trở lại Telegram. Bấm submit Zulesta dưới cùng cho mình nhé. Rồi, ở đây nhập địa chỉ email của mọi người vào. Rồi. Ở đây mọi người copy profile link kênh Twitter của mọi người nhé. Sau đấy gửi vào đây. Ok. Tiếp theo mọi người follow kênh Facebook này. Sau đấy mọi người copy profile link kênh Facebook của mọi người gửi vào đây. Ở đây mọi người bấm theo dõi cho mình. Rồi, sau đấy bấm vào trở lại này. Bấm vào ba gạch. Tiếp theo bấm vào phần avatar. Rồi kéo xuống dưới này, mọi người bấm vào đây cho mình. Sau đây bấm vào sao chép liên kết, bấm ok, rồi gửi profile link kênh Facebook của mọi người vào đây. Ok, tiếp theo là ở đây nó hỏi mọi người join vào kênh Aerod Ninja này chưa, mọi người sẽ join vào cho mình nhé, mở lên. Mọi người bấm đăng ký kênh cho mình. Bấm đăng ký này, sau đây bấm vào phần video. Mọi người sẽ bấm vào đây. Ok, sau đây bấm thích này. Sau đây chia sẻ vào. Bấm vào tweet. Bấm đăng tweet cho mình. Rồi. Sau đấy quay trở lại. Bấm vào avatar, bấm vào kênh của bạn. Bấm vào ba gạch này. Sau đây bấm vào chữ chia sẻ. Mọi bấm sao chép link liên kết rồi, quay trở lại Telegram cho mình. Ở đây bấm Z này. Rồi. Mọi người profile link kênh YouTube của mọi người vào đây. Rồi, tiếp theo mọi người quay trở lại Twitter cho mình. Vào Twitter thì mọi người sẽ bấm vào phần avatar. Sau bấm phần hồ sơ. Ở đây mọi người sẽ có một cái link mọi người chia sẻ cái video của dự án lên kênh Twitter. Mọi người bấm sao chép cái link này cho mình. Bấm lên sao chép. Rồi, quay trở lại. Mọi người sẽ gửi cái link vào đây cho mình nhé. Ok. Tiếp theo là nó hỏi là mọi người join vào kênh Twitter này chưa. Bấm join vào. Rồi. Mọi người kéo xuống, mọi người like và retweet lại cho mình. Ở đây. Bài đăng này. Bấm thích này. Retweet lại cái bài đăng này. Ok. Quay trở lại. Bấm vào Z cho mình. Rồi. Ở đây join vào kênh lên Telegram. Ta join. Bấm Z. Rồi, địa chỉ ví mọi người dùng địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví BSC ở ví Trust Wallet hoặc MetaMask cho mình nhé. Mọi người sẽ vào một là ví MetaMask của mọi người, hai là ví Trust Wallet. Sau đấy mọi người copy cái địa chỉ ví, một là ví ETH,
hai là địa chỉ ví BC. Ở đây bấm sao chép cho mình, sau đấy gửi địa chỉ ví vào đây thôi. Rồi, ở đây nó hỏi là mọi người đã join vào kênh này chưa. Ở đây mình không join được. À, join được, ok, đã join. Rồi, quay trở lại. Sau đây bấm vào complex error này. Ok, và cuối cùng mọi bấm buy link mà trên số dư nhé. Rồi, ở đây nếu như dự án phân phối cần thì mọi người sẽ nhận được là 3,50 BUSD. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video và dự án tiếp theo.